Theo đại dương sơ vụ án, khoảng 6 giờ 20 ngày 5 tháng 10 năm 2015, công an phường Mỹ Phước thành phố Long Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Thùy, phát hiện và thu giữ năm bọc ma túy đá cùng các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng và mua bán ma túy của Thùy. Trong quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2013 đến ngày bị cầm, Thùy đã nhiều lần mua ma túy đá của nhiều người, mỗi lần mua một gói rét từ 200 không đồng đến 300 không đồng đem về sử dụng và phân lẻ bán cho các con nghiện khác kiếm lời. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4 tháng 4 năm 2018, Tòa án Nhân dân Long Xuyên đã tuyên phạt bị cáo Thùy 5 năm tù về tội mua bán bất hợp pháp chất ma túy. Trong thời gian được tại ngoại do đang trong thời gian nuôi con nhỏ, Thùy đã bỏ trốn khỏi địa phương ngày 30 tháng 7 năm 2018, cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã nguy hại đối với Thùy. Sau hơn một năm vận động và truy tìm, đêm ngày 25 tháng 10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và cung cấp tư pháp công an tỉnh An Giang đã cầm giữ được Thùy khi đang lẫn trốn tại thành phố Dương Đông huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.